Thực hư chuyện Angela Phương Trinh có con. Angela Phương Trinh làm rõ thông tin có con đang gây ồn ào trong thời gian qua. Mới đây, Angela Phương Trinh chính thức lên tiếng phủ nhận tin đồn đã có con đang gây xôn xao dư luận trong thời gian qua. Cô nàng cho biết bé gái thường xuyên chụp ảnh với mình là con của một người chị chơi thân. Cô bé cũng là con nuôi của Angela Phương Trinh. Trinh xin khẳng định, 8 năm qua Trinh độc thân ăn chay trường, không quen biết bất kỳ ai và cũng chưa bao giờ sinh con cho bất kỳ ai. Trinh mong mọi người dừng việc cắt ghép này lại ngay. Thời buổi mà chỉ cần đăng vài dòng hay ghép ảnh, cắt ghép clip sai sự thật thì mọi người đều tin theo và bình luận những điều tiêu cực. Sai sự thật, dễ bị dẫn dắt. Như vậy sẽ dễ bị vi phạm pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng tới trẻ con, Angela Phương Trinh viết trên trang cá nhân. Ngoài ra, cô cũng mong muốn người hâm mộ nên chắt lọc thông tin chính xác trên mạng xã hội để tránh ảnh hưởng đến cuộc sống của một số người không liên quan, đặc biệt là trẻ em. Angela Phương Trinh từng chia sẻ với truyền thông rằng cô thay đổi nhiều sau khi có con nuôi. Mọi hành động mà người mẫu làm để được cân nhắc kỹ lưỡng vì sợ con nuôi sẽ bắt chước theo. Em bé mà Angela Phương Trinh nhận nuôi thường xuyên di chuyển qua nhà cô chơi. Cô cho biết con gái rất tình cảm và thường xuyên gọi điện hỏi thăm mình. Trong thời gian qua, Angela Phương Trinh vướng phải ồn ào lớn về những phát ngôn nhạy cảm trên mạng xã hội. Đồng thời, dư luận cũng hoang mang trước việc người thân của nữ người mẫu lên tiếng cho biết cô bị lôi kéo, dần có khoảng cách gia đình. Song, sau đó, cựu người mẫu viết bài đính chính trên trang cá nhân, gửi lời xin lỗi đến công chúng về những lùm xùm. Đồng thời, Angela Phương Trinh khẳng định bản thân vẫn làm việc bình thường, liên lạc với gia đình thường xuyên chứ không hề biến mất. Angela Phương Trinh sinh năm 1995. Cô là một trong những diễn viên, người mẫu đình đám của làng giải trí Việt thông qua một số vai diễn trong loạt tác phẩm như Kính Vạn Hoa, Mùi Ngò Gai, Người Mẹ Nhí. Trong những năm gần đây, Angela Phương Trinh dường như đã rút lui khỏi showbiz để tập trung vào cuộc sống cá nhân và các hoạt động thiện nguyện, tu tập,